Cái gì vậy? À, ba tụt. Trời ơi, giỡn hả? Ngồi xuống. Hai đứa, trời ơi trời, chết tôi rồi. Giỡn mặt hả? Biết bây giờ lời nói của ba không còn trọng lượng với tụi con hay sao? Trước khi đi làm ba nói làm sao chị em ở nhà phải chơi hòa thuận vui vẻ. Mà nghĩ làm sao trời ơi về như bãi chiến trường. Thì con đang chơi vui nè. Con vui, con lấy đồ cổ ba ra con đặt rồi vui hả? Hả? Vui chỗ nào? Dạ, vui chỗ đặt. Giỡn mặt với tôi phải không? Nên bây giờ làm sao? Ba không trị được tụi con hả? Cười đi, cười đi. Tôi không trị được cô với cậu thì sắp tới tôi sẽ mời được một vị khách. Mà tôi nói trước, vị khách này sẽ tới nhà mình thường xuyên. Rất là ghê gớm. Hạt mè li ti li ti li ti bé tí sẽ đổ vào đây trộn các con lựa đi rồi mới được đi chơi. Không lựa đâu. Lựa đi. Cuối cùng thì cũng có người trị được hai người. Hãy đợi đấy. Quỳnh à, con là con của mẹ, do mẹ sinh ra, chứ không phải là từ trên trời rơi xuống là tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Mẹ không cần biết con ra đường như thế nào, nhưng mà về nhà là phải nghe lời mẹ. Quỳnh à, mẹ đang nói chuyện với con đó. Con có thể không chơi điện thoại và ngước lên nói chuyện với mẹ được không? Winner. Winner. Con có tin mà đập cái điện thoại này không? Hả? Con thái độ với ai đó? Hả? Đừng lên nói chuyện với mẹ. Con thái độ với ai đó? Con phải biết trong nhà này mẹ làm chủ, mẹ là người có quyền nhất. Mẹ nói là phải nghe. Mẹ muốn đứng là đứng, mẹ muốn ngồi là ngồi, và mẹ cấm không bao giờ tỏ thái độ với mẹ, biết chưa? Con có tình mà đập cái điện thoại bắt đầu từ ngày mai mẹ cắt luôn không cho xài điện thoại không? Mẹ đập luôn đi, mẹ đập cho vừa lòng hả ra mẹ luôn đi. Quỳnh. Mẹ ơi, sao mẹ lại đánh anh hai? Tại anh hai hư nên mẹ đánh anh hai. Là vậy lỡ mai mốt con hư không nghe lời mẹ, mẹ có đánh con không? Mẹ sai rồi. Anh không có quyền nói với tôi như vậy. Từ trước tới bây giờ anh có chăm sóc hay chu cấp gì cho con không mà bây giờ anh nói với tôi như vậy? Anh đừng có nói gì nữa. Bây giờ tôi chỉ cần biết rằng Winner con tôi đang ở đâu. Tụi bay làm gì nhìn tao dữ vậy? Trông giống phù thủy lắm à? Có muốn tao ăn thịt tụi bay không? Không, 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 không lừa em mà. Nhà còn gì ăn không? Dạ, bộ nhà anh không có mì hay sao mà anh qua nhà em ăn vậy? Đúng rồi đó, mẹ anh không cho ăn mì hay sao mà anh trốn qua đây ăn vậy? Không có. Đi đâu ấy thằng kia? Hả? Đi đâu? Dạ, em đi vô em kiếm gì anh ăn. Đi đi. Nhanh. Mình này đi đâu nữa? Thì em đi kiếm cái gì cho anh uống. Đi đi đi, đi. Nhanh nhá. Alo. Ba hả ba? Ba ơi, ba về ba rước tụi con liền nghe ba. Anh Winner anh bị thần kinh rồi, không đợi anh cắn tụi con á. Này, hai đứa kia. Hả? Làm gì vậy? Tụi mày vừa gọi ai đấy? Dạ, gọi cho ba em thôi mà. Thôi để em ra mở cửa. Thôi để chị ra mở cửa cho. Để em. Thằng này đứng yên, chị ra mở cửa, ngồi xuống. Làm cái gì mà gặp cô á á dữ vậy? Gì
làm quá à. Cô Hương nè. 1, 2, 3. Đừng có nói con cũng là một đứa từ trên trời rơi xuống nha. Sao đây, nhìn coi, đẹp trai quá vậy ta. Ủa, ba Tùng con đâu? Dạ, ba Tùng đi vắng rồi. Xạo nè. Anh Tùng ơi, Tùng ơi. Anh Tùng đâu rồi anh Tùng ơi? Anh Tùng ơi, Hương đây. Bây giờ mình phải bày mưu bày kế gì đó để mụ phù thủy nó đi ra khỏi nhà mà. Sao? Ba Tùng của con không có nhà hả? Làm mẹ Hương buồn quá đi hả? Giờ sao ta? Anh đói bụng quá à. Con bị gì? Đói bụng hả? Dạ. Chưa ăn gì hết hả? Mì gói sáng nay có được con. Anh kia anh ăn hết rồi. Bây giờ tụi con đói bụng quá, tụi con hết đồ ăn ăn rồi. Chuyện nhỏ, đói bụng thì mẹ Hường sẽ dắt tụi con đi ăn nha. Thôi cô ơi, dắt mỗi em con đi thôi. Thôi. Thôi thôi, con không có đi đâu. Hồi nãy em hứa gì với chị nè. Mình đi ăn ha. Mẹ là mẹ Hường của con mà. Nên dắt con đi ăn nha. Nha. Vậy giờ dắt hai đứa đi. Thích ăn gì nè? Dạ, gà rán. Gà rán ăn có gà rán liền. Đi. Đi con. Đi nào. Rồi mình sẽ đi gặp ba Tùng luôn. Mình đợi ba Tùng luôn ha. Con đi không? Thôi con ở nhà trông em gái nha. Đi con trai à. Đi ra đây. Sao em không đi? Ba không phải mẹ em à? Mẹ em đâu? Sao anh không về với mẹ anh đi? Anh qua đây làm gì vậy? Anh giận mẹ anh rồi. Anh sẽ không bao giờ về với bà ấy nữa đâu. Anh còn mẹ là hạnh phúc lắm rồi đó. Thế mẹ em đâu? Mẹ em mất rồi. Thôi em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Nè, con ăn đi. Ăn thoải mái đi, rồi mẹ Hường sẽ mua nữa cho ăn ha. Dạ. Ủa, anh cả của tụi con đâu rồi? Dạ, để con đi kêu anh ra. Ừ, ngoan quá à. Một chút nữa anh chị ăn á. Thì còn á, thì con sẽ ăn với anh chị nha. Tại nãy có ăn nhiều quá rồi. Ủa, anh cả đây rồi. Mẹ ơi, trước khi mình ăn ấy, con nghĩ là nên có một món quà cho mẹ. Ôi, yêu quá, kêu gọi bằng mẹ luôn. Dạ. Sao con đáng yêu quá vậy? Mẹ mua cho con nhiều lắm. Mà con thích nữa, mẹ dắt con đi nhà sang trọng ăn nha. Món quà gì vậy con? Mẹ đừng có bất ngờ nha. Yêu quá à. Nè, 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 nè. Mày đừng muốn thử không? Rắn chết rồi. Nè, cầm đi. À đúng rồi, nó chết thì rồi đó chị ơi. Chị ơi. Kỳ quá à. Ơi, nhát quá à. Ủa? Mà hình như bà này bà chết rồi hay sao á. Thôi, để em đi chôn bà nha. Em nói bậy bạ cái gì vậy? Bà chỉ xỉu thôi. Anh cũng nghĩ vậy á, bà chỉ xỉu thôi, bà còn đang thở kìa. Mà bây giờ anh bảo nhá, anh có ý kiến này này. Bây giờ mình mang bà vào phòng, nhốt bà lại, xong mình đi chơi. Nhưng mà như vậy có ác quá không? Ác cái gì mà ác? Bà phải làm vậy, không tôi bà phù thủy, bà dạy bà ăn thịt mình thì sao? Thông minh đó. Thôi, hành động. Ra mở cửa. Ai vậy? Winner. Dạ chú. Winner qua đây. Mẹ hàng qua bên kia. Tụi con làm cái trò gì vậy? Tại sao tụi con làm như vậy? Winner trả lời. Tại vì hai em có bảo là cô Hường làm phiền chú quá, nên là có nhờ con giúp đỡ nên con nghĩ ra cách này. Cô Hường làm phiền ba rồi hai đứa con nhờ anh Winner giúp đỡ hả? Ai nói với con điều đó? Dạ ba mà. Dạ ba nói vậy hả ba? Cái đó là ba tâm sự mà. Cái đó là chuyện người lớn mà. Con nít mà sao tự nhiên xen vô chuyện người lớn chi vậy?
hên là con rắn nó chết, con rắn nó sống nó cắn cô Hường chết thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Ba là ba của tụi con, ba đi tù hai tụi con hả? Làm như vậy là phải tội nghiệp tôi không? Làm không suy nghĩ gì hết. Con xin lỗi cô Hường. Ngẩng mặt lên, nhìn đi, người ta xỉu mà xin lỗi cái gì? Sao không để lúc người ta tỉnh đi rồi giờ xin lỗi? Ba ơi, chị dành nào bà Hường tỉnh, ba kêu tụi con ra xin lỗi nha. Phải kêu là cô Hường chứ bà Hường hả? Kêu cô Hường coi. Cô Hường. Ừ, khi nào cô Hường tỉnh ba kêu cho. Đi vô đi, Quỳnh Nờ đứng đó. Ờ ba, ba cho Quỳnh Nờ đi. Trời đất ơi, đồng thanh quá ha. Chỗ này thương yêu nhau quá ha. Ai làm gì anh Quỳnh Nờ của mấy người? Tôi muốn nói chuyện riêng với anh Quỳnh Nờ được không? Đi vô. Đi vô, liên tiếp gì nữa. Ở đây ngồi. Chú nghe nói là con hay cãi lại lời của mẹ con lắm hả? Tại sao con không nghe lời của mẹ? Hở một chút là bỏ nhà đi. Con biết con làm như vậy á là mẹ của con rất là khổ sở không? Mẹ con thương con lắm, in à. Con không nghe lời của mẹ mình, bỏ đi như vậy, mẹ con ở nhà lo lắng. Mẹ con quá đáng lắm chú. Nín liền. Không có hổn như vậy. Con biết mẹ con cực khổ như thế nào để nuôi hai anh em con không? Mẹ con một thân một mình, biết bao nhiêu chuyện để mà lo lắng. Hơn nữa mẹ con là phụ nữ, chân yếu tay mềm. Con phải thương yêu phụ nữ chứ, để sau này con lớn lên con thương yêu cái người mà mình yêu. Nhất là mẹ của mình, không được quyền đối xử với mẹ mình như vậy, biết chưa? Chú còn nghe nói là con vào trường học hết đánh nhau, rồi bỏ học, rồi tụ tập bạn bè đi chơi. Có đúng như vậy không? Dạ đúng. Sao vậy con? Tiền mẹ làm cực khổ lo cho con ăn học để con quậy phá như vậy hả? Hả? Tại sao? Có chuyện gì trong lớp, trong trường tại sao không chịu về nói chuyện với mẹ con, tâm sự với mẹ con? Mẹ con nhiều khi không hiểu được con. Nhiều khi con muốn tìm một người để tâm sự mà con không tìm được. Làm sao mà mẹ con không hiểu được con? Mẹ con hiểu hết đó chứ. Thôi bây giờ vậy, sau này khi mà có bất cứ chuyện gì mà con tâm sự với mẹ không được, con sẽ nói với chú. Con nói hết cho chú. Chú hứa là chú sẽ đưa ra lời khuyên và đưa ra cho con những cái giải pháp đúng đắn nhất. Nhưng con cũng phải hứa với chú, chạy về nhà xin lỗi mẹ mình ngay. Nên nhớ, mẹ là cả thế giới của con. Con cảm ơn chú Tùng. Về xin lỗi mẹ nha. Dạ. Ba ơi, ba hay quá à. Trời ơi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha.